Mỹ rút binh sĩ cuối cùng khỏi Afghanistan. Chuyến bay chở những binh sĩ Mỹ cuối cùng ở Afghanistan đã chính thức rời khỏi Kabul hôm 30 tháng 8, đặt dấu chấm hết cho hơn 20 năm can thiệp quân sự của Mỹ vào quốc gia này. Tôi có mặt tại đây để thông báo về việc chúng tôi đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan và kết thúc việc sơ tán công dân Mỹ, công dân nước thứ ba và những người Afghanistan dễ bị tổn thương, tướng Kenneth Frank McKenzie, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm, tuyên bố hôm 30 tháng 8. Theo ông McKenzie, chuyến vận tải cơ C-17 cuối cùng chở các binh sĩ Mỹ đã cất cánh từ sân bay Hamid Karzai vào lúc 3 giờ 29 phút chiều ngày 30 tháng 8 giờ miền Đông nước Mỹ. Ông thừa nhận còn rất nhiều điều đau lòng xung quanh sự ra đi này khi không thể đưa hết được những người muốn sơ tán khỏi Afghanistan. Tổng thống Joe Biden cùng ngày đã gửi lời cảm ơn các quân nhân cuối cùng của Mỹ còn nán lại Afghanistan để thực hiện cuộc rút lui. 17 ngày vừa qua, quân đội của chúng ta đã thực hiện cuộc không vận lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, sơ tán hơn 120.000 người gồm các công dân Mỹ, công dân các nước đồng minh và các đối tác người Afghanistan. Họ đã làm điều đó với lòng dũng cảm, sự chuyên nghiệp và quyết tâm chưa từng có. Giờ đây, 20 năm hiện diện quân sự của chúng ta tại Afghanistan đã kết thúc, người đứng đầu nước Mỹ nhấn mạnh. Dù vậy, ông Biden cho biết, sau khi đã rút toàn bộ các binh sĩ khỏi Afghanistan, thế giới vẫn cần tiếp tục gây áp lực để Taliban phải tuân thủ cam kết để những người muốn sơ tán khỏi Afghanistan được rời đi an toàn. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đại sứ quán nước này tại Kabul sẽ ngừng hoạt động sau khi quân đội Mỹ rút đi. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định Mỹ vẫn duy trì cam kết hỗ trợ đối với công dân Mỹ ở Afghanistan và người dân Afghanistan. Tính đến ngày 30 tháng 8, tổng cộng hơn 122.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan bằng máy bay. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã triển khai lực lượng biệt kích để bí mật sơ tán khoảng 1.064 công dân Mỹ và 2.017 người Afghanistan đang gặp nguy hiểm hoặc được hưởng thị thực nhập cư đặc biệt. Những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại Afghanistan sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.